Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn ra coi, mình sẽ review vườn rau với cây ổi nhà mình nha các bạn. Đấy, cây ổi đây các bạn. Này, cây ổi này các bạn. Mình review cái ổi cho các bạn xem nha các bạn. Thấy to thấy nhỏ luôn. Thấy to các bạn. Ổi này ổi. Ổi này ổi gì nha? Cái to không bác các bạn. Hai này, bốn này, rất là nhiều trái đúng không bạn, xây lắm này, ăn rất là ngọt luôn. Hai trái ăn thử này, to ngọt lắm các bạn. Quay cho các bạn xem review cái ổi. Ổi xay các bạn. Trái này các bạn, trái nè, à. Quay cận cảnh cho các bạn xem cái ổi, cái cành ổi sum suê này các bạn. Đó, các bạn thấy ổi không các bạn? Hai trái nè. Đó. Đấy. Cho anh xem cho mũi các bạn. Trái cây vườn ngon các bạn. Đó, mây xanh cũng đẹp nữa nè các bạn. Đây rau mới trồng các bạn.
đó, trời buổi chiều nắng nắng chiều mấy bạn. Đây là cây rau chua, quay cho bạn xem rau chua này. Ủa nhà mình ngọt lắm các bạn. Cây ổi xay quả lắm. Mình hái cái này luôn. Đấy, con gà và ông kia kiếm test tay ổi ăn kìa bạn. Gà mà đi kiếm ổi nữa mà. Say lắm các bạn. Mình sẽ đi review cây thứ hai cho các bạn xem. Đấy, quay đầu cho bạn xem mà. Đây, mình tiếp tục review cái ổ thứ hai cho bạn xem à. Ổi sắp chín các bạn. Tay chín rồi nè. Hai ổ nhà mình xây lắm các bạn.
Ủa rất to luôn các bạn. Ngoài bự nó hái rồi. Quả này là chín ăn được nè. Da đẹp lắm. Mình review sơ qua cái xoài cho bạn xem. À, mình review sơ qua cái ổi cho mình xem cho các bạn xem nè. Không phải cái xoài nha, cái ổi nha các bạn. Nè, đấy sắp chín luôn nè. Đó, cái ổi nhà mình xây quả lắm. Thấy ba trái chín nè, một trái nè, trái chín nè. Hai nè. Đây này là ba nè, đó. Đứt luôn. Hả? Mình xin kết thúc video tại đây nha. Nếu các bạn thấy video này hay thì cho mình một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video này. Cảm ơn các bạn. Đó. Chín luôn rồi. Bứt luôn. Hả?